Mẹ Maria, chúng con cảm ơn mẹ vì biết bao ơn lành mẹ đã ban và sẽ ban cho gia đình chúng con. Chúng con tin rằng mẹ đã âu yếm ghi nhận từng người trong gia đình chúng con vào trái tim mẹ, thì chắc chắn không bao giờ mẹ bỏ quên những con cái yêu quý của mẹ đây. Chúng con xin tạ lỗi với mẹ vì biết bao nhiêu lần, vô tình hay cố ý, chúng con đã có lỗi với Chúa và làm phiền lòng mẹ. Một lần nữa, xin mẹ nhìn từng người trong gia đình chúng con để yêu thương, nâng đỡ và gìn giữ chúng con trên mọi bước đường đời. Xin mẹ đón nhận mọi ước nguyện và lời cầu của gia đình chúng con, nhất là các gia đình đang gặp khó khăn. Xin mẹ luôn hiện diện giữa gia đình chúng con. Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, chúng con xin dâng gia đình chúng con cho mẹ. Xin mẹ thương che chở cho mọi người trong gia đình chúng con. Xin mẹ ban cho hết thảy mọi người chúng con biết hết lòng yêu kính Chúa và noi gương mẹ, luôn nhẫn nhục hy sinh, hòa thuận và yêu thương nhau. Vui xin mẹ lắng nghe và đón nhận những lời nguyện cầu của chúng con. Cúi xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban muôn ơn phúng hồn sáng cho gia đình chúng con, để chúng con luôn tìm và thực thi thanh ý Chúa. Xin cho chúng con luôn kiên vững trong đức tin, dàn dào lòng bác ai và thăm đượm tình người trong cuộc sống, để chúng con trở thành chứng nhân cho Chúa giữa mọi người. Lạy mẹ Maria, xin mẹ thương nhìn giữ Đức Giáo Hoàng, các đức gia môn, linh mục và các tu sĩ nam nữ, luôn trung thành yêu mến Chúa và các linh hồn. Cúi xin mẹ cùng chúng lành gìn giữ và ban những ơn cần thiết cho anh chị em tín hữu và những người chưa tin nhận Chúa. Hơn nữa, xin mẹ thương ra tay ngăn chặn cơn đại dịch Covid đang hoành hành trên thế giới, cứu giúp chúng con thoát khỏi cơn đại dịch này. Ban ơn chữa lành cho những anh chị em bị nhiễm bệnh, an ủi và nâng đỡ những ai đang gặp khó khăn.